Được hôm vợ làm xiên, trổ tài vẫy rau sạch chuẩn không cần chỉnh khiến cả nhà phải trầm trồ. Vẫy rau khi vừa rửa xong vốn chỉ được coi là công việc phụ, việc không tên và ít người đếm xỉa đến hàng ngày. Nhìn thấy người khác chỉ cần nháy mắt vài cái là xong rổ rau, khiến nhiều người không khỏi tặc lưỡi, ối dồi ôi, dễ ợt mà, có gì khó đâu. Thế nhưng cái việc tưởng chừng nhắm mắt là làm được ấy lại làm khó biết bao nhiêu chàng trai và cô gái ngày nay. Vì muốn chứng tỏ rằng mình cái gì cũng có thể làm được, huống gì là chuyện vẫy rau, người vợ liền trổ tài thể hiện kỹ năng của mình cho chồng xem. Với chiếc rổ rau xanh tươi trên tay, cô vô cùng tự tin bước ra trước cửa nhà và bắt đầu một cách chuyên nghiệp. Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ rất chi là điêu luyện. Tuy nhiên, sau vài cái vẫy mạnh thì cả rổ và rau văng tung tóe ra khắp đường. Pha vẫy rau sạch ra hết ngoài đường của người vợ khiến những người trong nhà phải chạy ra xem cũng không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái kết là cô vợ đành phải loay hoay cúi xuống nhặt lại hết đống rau và không quên gọi chồng ơi ra chiêm ngưỡng thành quả và nhặt phụ mình. Trước đó cũng có màn vẫy rau nổi tiếng của một cô gái gây chú ý trên mạng xã hội. Không những không vẫy được rau mà cả rổ rau cũng theo đà mà bay đi mất, khiến những người xung quanh cười không nhặt được mồm. Pha biểu diễn kỹ năng vẫy rau điêu luyện của cô vợ đã khiến cho bữa ăn tối của gia đình bị delay lại vài chục phút. Một số bình luận đáng chú ý mà dân mạng đã để lại: vẫy rau sạch ghê, vẫy sạch ra ngoài đường luôn, cô vợ quá là đẳng cấp. Tình huống khó xử như vậy, chỉ cần một nụ cười thật tươi là được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.